sổ tay rèn luyện tu dưỡng của giản hề rèn luyện có thể ăn được không đây chính là giản hề nha nếu muốn bước vào giới sâu bít đầu tiên bạn phải có ước mơ làm diễn viên trước đừng chơi đâu có chuyện núi mòn trời đất hợp thành một đâu nhưng có ước mơ vẫn là chưa đủ bạn nhất định phải có một thứ nữa đó là một trái tim kiên cường Bị người khác coi thường thì sao chứ Một ngày nào đó Bạn rồi sẽ nổi tiếng thôi Dưới sân khấu Rất nhiều khán giả sẽ xem bạn Mình cảm thấy Mình phải gầy thêm chút nữa Ngày mai Vẫn phải tiếp tục ăn xa lách thôi Đường phi thật độc miệng So với khan lạc à? anh ấy dịu dàng hơn rất nhiều. Đóng phim trọng yếu là phải đóng được vai chính trong dự án lớn. Phải khẩn trương, khẩn trương lên. Ừ, sợ quá, không muốn đi đâu. Hi, <laughs> kỳ thật, trong lòng đã vui sướng như hoa nở rồi. Ôi, đứng xá xá không rõ, chắc là đạo diễn đây. Lời đồn nhảm là cái gì chứ? chỉ cần để ý đến việc mình muốn làm là tốt rồi hi hi anh đường ơi muốn hay không muốn thì cũng cần phải có một trợ lý tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy hi hi trợ lý à vậy nên mới nói muốn trở thành diễn viên lớn á đầu tiên là phải có ước mơ trước đã thứ hai là phải có nội tâm thật là kiên cường tiếp theo là phải có dáng người thật là đẹp Cuối cùng là hành động phần thật là kỹ càng thì mới có thể trở thành được diễn viên lớn. Các bạn có hiểu không?